Tiểu thuyết Cái thủ lợn Tác giả Nhà văn Nguyễn Công Hoan Chương 15 Ô tô ông huyện vừa ra khỏi đầu làng thì liệu cũng đi liền. Ông phải cố khấn quan cho phép mai táng tử thi để khỏi chờ đợi, nhân tiện xem ý ngài ra sao. Để một người lạ chết trong nhà là một việc chẳng hay, và rồi nó trương nó thối ra nữa chứ. Đi đường liễu nghĩ đến cách trả thù cay độc của Trung mà căm hờn Đích là kẻ kia đã mang xác thằng ăn mày chết đường treo vào cây khế rồi vu vạ. Ông nghiến răng, nắm tay, nguyên rủa thằng vô học nó trực trả thù mình tai hại. Đến huyện, liễu chờ tan hầu rồi mới vào quan. Ông lục sự đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho ông biết, thì ông đoán chẳng sai chút nào. Chính tên Trung đã báo quan từ 6 giờ sáng. Quan phụ mẫu thấy liễu vào thì mỉm cười. Đó là một điều liễu chẳng ngờ. Ông cứ tưởng quan sẽ nổi giận lôi đình đập bàn rầm rầm vậy chắc ngài đã biết liễu vô tội thực liễu cố lấy nét mặt đau thương khoanh tay bẩm lại quan lớn con sợ phép quan lớn nên đem đầu đến kêu quan lớn quả là anh lý chúng con thù con quan gật đầu tôi hiểu hết thầy mắc tiếng oan nhưng sao thầy lại ký vào biên bản liễu rủn người kêu bẩm con sợ phép quan lớn thì con ký vì con chắc là quan lớn cứu con ngay phải ban nãy tôi phải ra dáng công bình để thẳng tay với thầy vì trước mặt người nọ người kia chả lẽ tôi làm thế nào bẩm thật tên cái là một đứa ăn mày nó đã chết ở đâu đấy rồi anh lý chúng con khênh treo vào nhà con tôi thấy cổ nó không có vết máu động với bản chân nó cứng ngay tôi cũng không tin từng ấy chứng cớ đủ minh oan cho thầy rồi nhưng thầy có nghe rõ đấy những điều quan hệ ấy thầy lục sự lại không chữa vào biên bản chỉ nói là cái chết khả nghi cho nên xin quan đốc tờ tỉnh về khám nghiệm mới cho mai táng liễu nhăn nhó Bẩm quan lớn, cái chết ấy thường hay bất thường quan lớn đã minh xét. Vậy xin quan lớn cứ cho phép chúng con được chôn Con xin hậu tạ quan lớn. Quan cười. Xưa nay thầy đi lại với tôi như thế nào? Tôi đã biết. Tôi cũng nể thầy lắm. Nhưng thầy chót ký vào biên bản rồi mà. Lại quan lớn thương cho. Quan lớn làm biên bản khác. Ồ, bút xa gà chết. Ai bảo thầy dạy lại ký vào? Việc này còn lôi thôi to. Còn mất đến bạc nghìn còn chưa chắc đã tránh được tù tội. Liễu sợ hãi nằn nì Lại quan lớn cứu con Con không bao giờ dám quên ơn quan lớn Quan gãi cảm ra ý nghĩ ngợi Rồi nói một mình Mà cố nhiên lại mất cả tránh hội nữa Nghĩ đến chức tiên chỉ Liễu xanh mắt gãi tai Bẩm con đem đầu đến kêu quan lớn Xin quan lớn cứu cho Quan lớn lắc đầu chán nản Khó lắm Quan lớn cứu con rồi quan lớn dạy thế nào con xin tuân lệnh Quan thở dài nhìn Liễu bằng đôi mắt hiền hậu Tôi muốn làm ơn cho thầy lắm, nhưng tôi sợ cho tôi kia. Bẩm quan lớn thay biên bản đi là xong. Đành vậy, nhưng còn thầy Lục. Bẩm thầy Lục cũng là tôi con quan lớn, quan lớn bảo gì mà trả được. Và lại thầy Lục với con cũng là chỗ đi lại chơi bời. Bẩm quan lớn cải tử hoàn sinh cho con, con xin hậu tạ. Quan đăm đăm nhìn liễu hỏi. Thầy định tạ tôi bao nhiêu? Có được một nghìn không? Lại quan lớn, con xin cái số thầy Lục bảo con ban sáng năm trăm ấy à dạ ồ năm trăm thì rẻ quá phải tôi có dặn thầy lục bảo thầy có năm trăm thì tôi gỡ tội cho nhưng đó là tôi chưa biết việc này nó quan trọng dừng này bây giờ tình thế xoay khác đây tôi nói cho thầy nghe nhé rồi tất thầy phải ra tòa mà ra tòa thì thế nào thầy cũng bị chạy trọt giỏi lắm ít ra là ba tháng tù bởi vì quan tòa nào gỡ được tội giết người mà đã tù thì suốt đời không làm được một việc gì với dân với làng nữa cho nên thầy định khấn tôi 500 thế nào được Bởi vì nếu cứ để mặc kệ thầy Ít ra thầy cũng phải mất hàng nghìn Thấy lời dọa dẫm có công hiệu Ông Huyện lại nói An Nam mình vẫn có thói thế Lúc mới sổ mũi nhức đầu Thì không chịu chạy chữa ngay Cứ để đến lúc phát bệnh nặng ra Mới nháo nhào cả lên Thuốc thì lại tai hại bằng bốn Điệu nghĩ ngợi một lát bẩm Lại quan lớn Nhưng rồi quan đốc tờ khám Cũng rõ tử thi chết vì cách gì Quan cười đợi đến thứ hai thì nó giữa mẹ nó đi rồi cái chân long ra ra rẻ sám đen lại chứ còn rõ rệt như hôm nay đi hẳn và lại thầy tưởng để người chết trong nhà là một việc hay hay sao liễu lại nhăn nhó lại quan lớn thương cho từ đầu năm đến giờ con phải tiêu nhiều khoản tốn quá ông huyện cười khởi. thầy tiêu tốn là tốn cho thầy chứ tôi được nhiều đất gì bất quá thầy cho tôi mấy trăm cũng là công tôi tác thành cho thầy liễu liêm diêm chắc để suy xét đoạn nói bẩm cái số ngũ bách mà thầy lục bảo con, con cũng không có sẵn, rồi con phải bán ruộng đi mới đủ số. Nếu con khai man cửa quan lớn, xin trời chu đất diệt con. Quan mỉm cười, thầy nói thế tôi cũng thương hại, vậy tôi rút xuống cho thầy 800. Lại quan lớn thương cho, quan đổ ra giọng sẵn, không thì thôi, thì tù, người ta thương lại còn không biết điều. Liễu sợ hãi yên lặng một lát rồi thưa, lại quan lớn con xin khấn quan lớn thêm một bát nữa Quan gắt Không thì thôi cút Liệu không biết nói thế nào được Thở dài rồi một lát bỗng vái một cái Và chán nản nói Quan lớn không thương con biết kêu thế nào Quan phụ mẫu thấy sự mặc cả găng quá Không thể đòi hơn được Bèn dịu lời Này thế thầy không thể lo thêm được à Lại quan lớn thế là quá sức con rồi Nếu quan lớn không thương con Thì con đành Quan cau mặt Thôi được, ở đấy. Thực là một cuộc mua bán giáo diết. Câu nói ấy nhắc ta nhớ đến một anh phu xe gọi khách khi đã hết sức cò kè bớt một thêm hai. Việc gỡ tội rất dung dị. Quan gọi lục sự bảo làm biên bản khác để Liễu ký nhận rồi nói với Liễu. Cũng may là lý trưởng nó chưa áp chuyện vào biên bản cũ. Nhớ công thầy lục nhé. Thế bây giờ thầy có thể mai táng tử thi được rồi. Liễu vui sướng nảy ra một nụ cười. Dạ. Rồi tươi tỉnh liễu chào quan đi về Xong quan nhìn liễu có ý thương hại hỏi À thầy tránh hội Thế thầy chịu cho lý trưởng nó vu oan à Lại quan lớn Chăm sự nhờ quan lớn Quan lớn dạy sao con xin tuân Quan trợn mắt Kiện nó sặc gạch ra Cho nó mất chức lý trưởng chứ Để nó cứ bới việc vu tội cho kẻ lương thiện hay sao Dạ Nó chỉnh là cô đứa bị bức tử ở nhà thầy Thầy không kiện về tội vu khống được à Cho nó chừa cái thói ấy đi chứ cứ để vậy ngộ nay mai nó bỏ giấy cho thầy làm cộng sản, thầy cũng chịu à? Lại quan lớn, công việc thế nào xin quan lớn chỉ bảo cho. Quan gật đầu. Được, hãy chôn cất thằng ăn xin đi cho xong, mai lên đây tôi bảo. Chương 16 Trung hết sức ngạc nhiên và bực mình vì la đến nhà ông, trợn mắt trợn mũi mắt. Ông tránh hội đã được phép mai táng thằng cái. Xong Trung cũng lấy làm mát ruột rồi. Việc tuy không có kết quả như ý muốn Nghĩa là kẻ thù không bị tù tội nhưng chắc phải lạy lục mất khá của. Ông gật gù nói một mình. Thử xem thằng bá hộ rút nát có làm nổi mày thất điên bắt đảo không nào. Nhưng ba hôm sau một người lính huyện về nhà Trung bảo quan nhắn lên huyện ngay có việc. Trung hút vội vàng vài điếu thuốc viện và ông nói với vợ rằng cho thêm sức khỏe rồi thắng ngựa đi. Ông vui vẻ lắm nên khi tới huyện ông buộc ngựa ở gốc cây rồi vào tuột công đường. bất đầu ông bị mắng một trận kịch liệt. Ra dạ, thầy nói dối tôi, thầy vu oan giá họa cho tránh hội để nỗi suýt tôi làm tội một người ngay. Đây, tránh hội kiện thầy đây, tôi biết bênh thầy thế nào được. Thật làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dạ. Trung khoanh tay run như cầy sấy ấp úng nói, lại quan lớn. Nếu tôi để yên cho thầy cái tính này rồi mai thầy xoay cả tôi. Trung thụp xuống đất lại hai lại và nhăn nhó như mếu. Lại quan lớn chúng con nào dám nghĩ thế? Đây, tránh hội kiện thầy vu khống cho hắn lại kể bao nhiêu tội tham tang của thầy có chứng cớ hẳn hoi bẩm quan lớn thương cho trước khi làm con cũng có trình với quan lớn sự thực là thế biết rồi nhưng nay nó kiện thầy bảo tôi gỡ cho thầy thế nào rồi quan nhăn mặt gãi tai việc khó khăn quá lại quan lớn quan lớn bảo tránh hộ rút đơn ra nhưng mắc cái tôi đã chót chấp đơn và nhận lời xét và lại hôm ấy có cả quan phán tỉnh thành thử không tài nào tôi dìm đi được cho nên tôi biết thiên vị về ai thôi được tôi tự lên tòa án tỉnh mặc các quan trên ấy với hai thầy lý trưởng sợ hãi chưa kịp đáp thì ông huyện lại dọa thế mà quan trọng đấy tôi rất lo cho cái lý trưởng của thầy một người có án dù ăn treo cũng không được làm việc gì nữa mà mất lý trưởng thì bị tiêu thu cả cái bằng sắc trung như nhìn thấy cái thủ lợn hàng biếu nó chạy tọt vào nhà liễu ông thở dài Vốn chậm trí khôn, ông lại lo lắng quá sinh ra quẫn, nên không biết nói đến nơi ý mình cho quan nghe. Bởi vậy quan phải hỏi thẳng. Giả sử việc này chỉ có tôi với tránh hội biết thì thôi tôi cũng thu xếp cho yên. Xong chẳng may cho thầy là có quan phán tỉnh cũng biết, nên khó. Nếu ý thầy muốn dàn xếp cho bên nguyên đơn rút đơn ra, thầy nên chịu khó kiếm cân chè về nói với thầy tránh hội một tiếng. Sự giận làm tím ngay mặt Trung lại, xong trước mặt người trên ông phải nén lòng. Lại quan lớn thương thì con được nhờ, chứ con không chịu nói như thế. Quan khích thêm. Kẻ cũng tức thật đấy. Vậy để tôi bảo tránh hội cho. Lý trưởng mỉm cười hớn hở đáp. Dạ. Phải, đến nước phải nói lại thì tức thật. Kẻ thầy với tránh hội thì thầy hơn nhiều. Nhưng mà... Quan thở dài nghĩ ngợi rồi tiếp. Nhưng đối với quan phán, thầy phải xử thế nào cho tử tế mới được. Chính tôi và địa vị thầy thà mất cho người ta ăn hàng chục hàng trăm còn hơn mất một xu để hạ mình xin tránh hội như thế ức lắm và nhục lắm dạ mà sự thực tôi có ưa gì tránh hội đâu dạ con biết là quan lớn thương con nhiều lắm xin quan lớn nói với quan phán cho con nhưng còn sự trẻ lá quan phán thầy phải nghĩ cho chu đáo nhé dạ nghĩa là tôi thương thầy tử tế thực thà thì tôi đi nói hộ xong thầy phải biện đúng một trăm quan phán với tôi là chỗ người lớn, nói với nhau hàng chục không tiện. Lý trưởng khoanh tay trầm ngâm rồi đắn đo mãi mới dám nói. Lại quan lớn, một trăm thì nhiều quá. Quan trợn mắt. Một trăm mà là nhiều, thầy thử nghĩ xem, bỏ ra một trăm để công danh được nguyên vẹn, để tránh tù tội thì có đắt không? Nếu thầy tiếc một trăm thì việc ra đến tòa, muốn được trắng án, lại không phải mất đến bạc nghìn ấy à? Trung suy nghĩ rồi nói. Lại quan lớn, thế thì chăm sự con xin quan lớn thương cho, thế nào con cũng xin có đủ. Phải, mà đấy là phần quan phán, còn tôi nữa, đừng vô ơn nhé. Trung sợ hãi tủm tỉm. Lại quan lớn con đâu dám thế. Hôm sau ông huyện gọi tránh hội lên ôn tồn bảo. Tôi đã nghĩ kỹ, việc thầy kiện lý trưởng là rất nên, xong tôi xét lý trưởng thi giàu, hắn tất không chịu thua, rồi hai bên theo nhau chẳng qua đục nước chỉ béo mấy anh thầy kiện cho nên tôi tính thầy nên rút đơn ra bẩm con rút đơn ra rồi hắn tưởng con lép vế quan xua tay không để tôi bảo với hắn là tôi can thầy và bắt hắn không được bới móc nhau như thế nữa và thầy nên biết rằng lý trưởng ăn bẩn và làm bậy thì thầy cũng chẳng trong sạch lắm đâu chính lý trưởng cũng lăm le kiện thầy mấy khoản nhưng tôi dẹp yên rồi bọn mình ra làm việc quan ai không đục khoét không đục khoét lấy gì bù lại món tiền mình bỏ ra chạy trọt cho nên tôi đi làm quan, chú ghét những thằng kiện chức dịch tham tang. Có khác gì nó chửi thẳng vào mặt mình không? Mà các thầy tham tang, bất quá dăm ba hào, họa hoàn mới đến đồng bạc. Vậy thầy nên nghe tôi. Lại quan lớn, quan lớn cứ để con sống mái với anh Lý con phen này. Tôi nói thực, sở dĩ tôi bảo thầy rút đơn là vì tôi vì thầy hơn vì lý trưởng. Chứ tôi cũng ghét hắn lắm. Nhưng tôi thấy hắn dục dịch kiện lại thầy. Hôm nọ thầy phải bán ruộng mới lo đủ 500 vậy tôi hỏi giá hai người kiện nhau thì thầy lấy gì lo kiện thầy túng nên tôi thương khuyên lời hơn lẽ thiệt thầy nên nghe dạ lại quan lớn truyền con sợ lệnh quan lớn lắm nhưng nếu có phải theo kiện con đành theo đến cùng quan nhăn mặt xua tay rồi đứng dậy vỗ vai liễu và ngọt ngào nói giọng nàn nì thôi quan xin rồi lỡ ra thầy có thua kiện thì chính tôi cũng bị mang tiếng là cầm đầu cho thầy không nổi cho nên con ạ à, con nên nghe thầy thầy xin Liễu cảm động suýt rơi nước mắt. Thấy vậy quan tươi tỉnh mở cặp giấy ra, lấy lá đơn cầm hai góc rồi vừa cười vừa nói. Thầy xé nhá. Vừa dứt, hai tay ngài doãng ra, tờ giấy kêu soạt, tách lập hai mảnh. Chương 17 Té ra thằng cái chết vì bệnh dịch tả. Ngay sáng hôm sau, La, người tuần phải phục dịch việc khám xét bị một cơn đau bụng đi tả đến năm sau bận, rồi chết. Nhưng chưa ai ngờ là La bị lây, Người ta bảo là thằng ăn xin thiêng đã vật chết la vì la dám cười khi thấy nó lõa lồ. Rồi hôm sau nữa, hai người hàng xóm la cũng đau bụng đi tả và qua đời một cách rất nhanh chóng. Nhưng người ta vẫn tìm cớ thiêng liêng khác để lấy lý cho cái chết. Chứ không rõ ràng chính phủ Diêm Vương cần tăng binh bị để giữ nền hòa bình. Đến mãi tận hôm thứ năm, thấy nhiều người cùng chết về một bệnh, người ta mới hơi nghi và trình lý trưởng. Song Trung đang có việc lôi thôi trên huyện, cần thu xếp với quan nên chưa dám trình báo, sợ nghe gắt. Và mới có năm đứa cùng đinh thiệt mạng, cần gì? Đến tận hôm thứ 10, chính con gái chung bị lây, ông mới sợ cho người nhà. Ông vội vàng lên huyện trình quan, xin nhà thương phái người về tiêm. Về phần chung, ông được dịp hút thuốc viện khỏe đẫy. Ông bảo để được ba cái lợi. Một là ông khuây khỏa nỗi thương con. Hai là người hút thuốc viện lúc nào bụng cũng nóng, không sợ chúng tả. Ba là trong khi ngồi vén đùi ghiền sái, ông có thể nghiền ngẫm đến cách xoay làng ông cho người gọi vợ la đến và dọa chồng mày chết vì bệnh thiên thời mà mày chôn giấu không trình bây giờ để di họa cho cả làng thế nào tao cũng không để cho về đâu người đàn bà rưng rưng nước mắt lấy giải khăn ngang chùi rồi đáp thưa cụ bá cụ bá thương cho nhà con chết chẳng qua về số chứ con có biết bệnh gì mà trình tao không lý sự với mày rồi mày lên mà lý sự với quan Nghe nói đến tiếng quan chị la run sợ vì chị cũng đã đô phen hiểu thế nào là ông quan rồi Chị nói Thôi thì chăm sự con nhờ cụ bá cả Cụ bá thương phận nào con nhờ phận nấy Chứ bản tâm con có muốn làm hại làng đâu Mà cũng chỉ tại quan sai nên nhà con mới lây thằng cái Trung vội gạt Thế bao nhiêu người đứng gần đó có ai việc gì đâu Chẳng qua chồng mày tuét mồm ra cười nên nó mới vật chết Đến nỗi cả con tao cũng chịu vạ lây Là thật thà đáp Cụ bá thay mặt quan cai trị ở làng thì con sợ phép cụ bá lắm. Nhưng con xin cắn rơm cắn cỏ lại cụ bá đừng trình quan. Con còn phải nuôi hai tấm con thơ. Trung lắc đầu. Việc quan anh cứ phép công anh làm, ta không biết. Thôi rời sinh ra thế, cụ bá ngơ đi. Thế nào con cũng xin bện trà lá tử tế. Nói đoạn chị cởi giải yếm đếm sáu mươi trinh khải định để trên án thư nói. Đây cũng là rời sinh ra thế. Đây là tiền mấy buổi con làm ở nhà ông phó bút mới lĩnh về đây, con xin biếu cụ bá. Rồi chép miệng chị nhìn đống tiền lắc đầu. Thế là mấy buổi không công, không biết mai lấy gì đóng gạo cho cháu đây. Trung vớ lấy cọc tiền, đếm từng trinh rồi nói. Đổi cho tao đồng này, trinh ra long tiêu thế nào được. Rồi ông tiếp. Tao cũng thương mày là chỗ đầy tớ cả, nhưng mai và ngày kia mày phải làm cho tao. Vì việc này không đúng đồng bạc, tao không nghe. Người đàn bà ngu ngốc chùi giữ mắt đáp. Thôi cụ bá, cụ bá để cho con đi làm lấy tiền nuôi cháu. Không được. La thở dài đặt cánh tay lên đùi, rún đứng dậy rồi vén cái vải che mắt lên để nhìn lối ra rồi than. Khổ quá mai phải làm cho cụ bá thì con chết đói. Việc này chẳng bao lâu đến tai liễu, ông ta tức lắm gọi vợ La đến hỏi. Ông Lý lấy của mày bao nhiêu? Thưa cụ tránh hội, cho biếu cụ bá cháu ba hào. Cụ ấy bắt cháu làm thêm hai buổi không công, vì cụ ấy bảo thế tức là đồng bạc Liễu cáu Thế còn tao mày không biết tao là ai nữa La cười Các cụ làm việc làng cụ nào mà cháu chả sợ Thế sao mày chỉ chè lá cụ bá nhà mày Còn tao thì mày lờ đi Nào cháu dám thế Nhưng cháu làm gì có tiền Mày tưởng một mình cụ bá nhà mày che chở cho mày nổi hẳn Làng cũng còn người nọ người kia chứ Thế mày coi tao không bằng lý trưởng à Cháu cắn cỏ lại cụ trái ngội Nào cháu dám nghĩ thế Liễu Hàn học nói Mày phải biết rằng giá mày không có gì cho cụ bá nhà mày thì thôi Chỗ chúng bay như đầy tớ tao không nói làm gì Đằng này mày chỉ biết cụ bá nhà mày Thì ông đây không ta Ra mày coi người tránh hội không có tí giá trị gì thật Là cao có Các cụ làm việc làng cứ ganh nhau như thế thì chỉ chết chung cháu Mặc kệ Thành ra cháu mất tiền những hai lần kìa Mặc kệ Khôn hồn thì chè lá lý trưởng bao nhiêu mày cũng phải biện cho tao bấy nhiêu la khóc mếu khổ quá có mỗi một chồng thì chồng lại chết để tai để vạ cho người ta thế này thôi cụ tránh hội hãy cho tư tư ít bữa cháu kiếm đủ gạo cho các cháu rồi cháu làm trừ dần chứ bây giờ bắt cháu có ngay đồng bạc thì cháu kiếm đâu ra được cuộc canh nhau giá trị ấy rồi thành lệ té ra ở giữa thằng dân đen phải một cổ hai chồng lớn và còn biết bao chồng nhỏ nữa trẻ lá ông này mà lở ông kia thì ông kia hành đút tiền ông kia mà không cho ông này thì ông này dọa bởi vì các ông ấy cho thế là mình thua kém bên địch Mà những việc đục khoét không phải thỉnh thoảng mới có Trong nhà hơi xảy ra một việc gì ư Một lát sau lý trưởng đã lò dò đi đến với khán thủ Mấy người mất gà chữ bới ầm mỹ ư Tức thì tránh hội đã gọi cho mấy tên cùng đinh đến nhà Và muốn tránh tội thì phải loi tiền ra Họ ăn từ một hào trở đi Nhưng cũng có việc họ móc nổi hàng chục Họ thi nhau hà hiếp con em Bất cứ ai hãy có máu mặt vài lép vế là họ kiếm chuyện ấy thế mà cả trung lẫn liễu không ngày nào mà không dèm pha lẫn nhau bên nọ dìm bên kia là bá hộ rốt nát bên kia nói bên nọ là tránh hội tiền họ dính nhau từng miếng một để một ngày kia lại mang nhau đến cửa công để cùng bị quan phụ mẫu làm thịt chương 18 hôm ấy là ngày thi sơ học yếu lược ở trường huyện mới từ 6 giờ sáng các sĩ tử tí nhau từ lên 9 trở lên đã bị nhốt vào các lớp cho đến gần 12 giờ trưa. 60 cái cũi, 60 cái lưng đẫm mồ hôi hòa thêm vào khí trời oi bức cho buồng chật hẹp thêm nồng nặc. Các trò ngồi chen chúc nhau không cự được và thực nghiêm, ai cũng khoanh tay lại có vẻ chờ đợi. Họ đợi đầu bài xem họ có bị thất học ngay từ thời kỳ nứt mắt trong đời học sinh hay không. Trong bọn sĩ tử ngồi ở hành lang bên trái trước đình, đeo cái mỹ hiệu là buồng thứ năm để chịu cả cái ánh nắng gai gắt của mặt trời buổi sáng có nhô lên một cây đầu có búi tóc và có râu ria hẳn hoi. Đó là một thí sinh già đã đến 50 tuổi, có thể là ông nội của trò ngồi bên. Thí sinh già gài gọng kính vào mang tai, rút cái bút cắm ở khăn, run rẩy chấm mực, xoe ngòi vào cổ lọ. Hai giám khảo mặc quần áo tây, đầu chảy bóng mượt, đi đi lại lại, len lỏi vào các hàng ghế, cúi lưng xuống nhìn từng tờ giấy thi và nhắc kìa quên số hiệu đề vào bỗng thí sinh già đứng dậy nói to bẩm thưa quan quan làm ơn đề cho con cả lớp ồ lên cười giám khảo nhếch mép hỏi tôi vừa giảng cụ quên rồi à thí sinh cười gãi tai bẩm quan nói nhanh quá con nghe không kịp giám khảo đến gần trỏ vào từng chỗ trong tờ giấy hỏi tên là gì thí sinh nhanh nhẩu đáp bẩm là lý trung họ lý à bẩm không họ nguyễn nhưng làm lý trưởng lại một hồi cười ồ. Thế thì Nguyễn Trung chứ, có chữ đệm không? Bẩm, chữ bá. Giám khảo dơ hai tay lên trời, há mồm thất vọng. Thế thì viết Nguyễn Bá Trung vào, cụ phải viết lấy, đi thi lại không viết nổi quốc ngữ à? Thí sinh cười ngây ngô tặc lưỡi nói. Bẩm quan, trả thầy giáo huyện cứ bảo con đi thi để lấy bằng, rồi xin cái bá hộ sang văn giai cho dễ mà. Lại một trận cười làm mất thì giờ, trẻ con nhô cả lên nhìn, Thí sinh lấy mực gãi ngòi vào khăn rồi đặt bút lên trên giấy, nhưng một cục mực theo ngòi bút chảy xuống. Thí sinh suýt xoa lấy vạt áo toan chùi thì dám khảo gắt. Có giấy thấm không? À quên bẩm có. Rồi rất tự nhiên Trung nói rất to như ở nhà. Tôi à quên, con có viết cái này bao giờ đâu. Ngày trước ra làm lý trưởng thì được quan trên không bắt sát hạch kỹ. Thôi để mau lên, hết giờ rồi. Trung loay hoay đầu ngòi bút, run rẩy đặt xuống gần mặt giấy, nhưng sự làm cố sức bao giờ cũng làm cho mệt. Bởi vậy mồ hôi mắt làm mở kính cho nên vì nhìn không rõ, chưa đặt sát ngòi vào mặt giấy Trung đã viết. Thấy chữ lờ mờ, giám khảo cau mặt. Ấn ngồi bút xuống. Thấy trẻ con trổ cả ra xem để cười, hai giám khảo vội vàng vỗ tay, suyệt và đuổi về chỗ. Cũng may có Trung nên cả lớp được một trò giải trí, các thí sinh quên lo. Bỗng có một giám khảo khác ở hiên, ngó cổ và buồn, gọi hai giám khảo trong lớp ra, trỏ vào chung và thì thầm. Rồi cả ba người cùng cười gật gật. Một lát ba người cùng đến chỗ chung. Chung thấy tối, cau mặt toan gắt, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã vội vàng đứng dậy, chắp tay chào và gãi tai, nhếch mép cười. Bởi vì Trung đã gặp người quen, người quen ấy là ông thư ký dinh kiểm học. Trung nói với ông thư ký, bẩm quan, nhờ quan nói hộ với hai quan cho. Ông thư ký nháy mắt rồi ra, Trung ngồi xuống y ạch để nốt ba chữ tên sau khi đã dập xóa đến ba lượt. Thật là một công phu vĩ đại. Các giám khảo phải kiên nhẫn chỉ bảo Trung mới viết xong. Chỗ khoảng trên tờ giấy thi. Rồi thở dài sung sướng ông ngồi ngắm tứ phía. Bỗng một giám khảo ghé tay Trung hỏi khẽ. Khấn ông ấy bao nhiêu? Trung đáp thầm. Bẩm ngũ thập. Hai giám khảo nhìn nhau. Thế mà nó chỉ cho mình ăn đít. Chốc ta phải móc cho mỗi đứa thêm đít nữa mà chén mới được. Các bài thi lần lượt ra, ám tả, luận, tính đố và câu hỏi, mỗi bài chỉ trong 45 phút. Bởi phải bận về chung nên hai giám khảo đều không coi học trò. Một giám khảo đứng cạnh cửa lớp để đằng hắng khi có người trên qua, còn một giám khảo thì lấy tờ giấy làm bài nháp. Nhưng chả bài nào chung chép được kịp, ông đánh vần được chữ ở bản nháp cũng đã là một công trình lớn lao rồi. Mà việc viết ra giấy mới lại là sự gắng sức phi thường nữa bởi vậy bài nào ông cũng bỏ dở nửa dưới Xong được cái đoạn nào đã viết vào giấy Nếu không sai vần thì thật hoàn toàn Gặp hai đầu bài tính vừa dài vừa khó Các thí sinh phải chép hơn 10 phút mới xong Thì Trung được giám khảo xui bỏ đầu bài Để thì giờ mà viết lời giải Bởi vậy Trung chép kịp được một cái tính rưỡi Trong khi cả lớp ngồi cắn bút nghĩ không ra Khi hết giờ làm câu hỏi Trung thở mạnh một cái và sờ khăn áo ra Thì ra nó ướt đẫm những mồ hôi vì không thi bài chữ tây nên trung được quan trường cho ra về trung bỏ khăn ra vuốt tóc lấy giấy thấm để quạt một lát rồi đứng dậy hỏi bẩm các quan liệu bài vở con thế nào ạ à? một ông gật đầu được chốc về nhà trọ tôi bảo nhé dạ chăm sự nhờ các quan cả con đã nhờ quan giáo phán nói hộ nếu con không được cải sang văn giai thì ở làng nhiều cái tức lắm được rồi thôi cụ đi về trung gài khuy áo chụp cái khăn rồi lách ghế đi ra bỗng thí sinh bên cạnh gọi to. Này cụ, quên bút mực giấy à? Trung quay lại nhếch mép gật gật đầu đáp. Thôi tôi đãi cậu đấy. Trung lại được tiễn bằng trận cười. Chương 19 Trung đỗ sơ học yếu lược, liễu căm hờn vì từ nay không còn lấy gì để dèm pha kẻ thù, cho nên ông chỉ còn vớt vát được một câu nói cho bõ tức. Đỗ mà chưa có bảng thì cũng như chưa đỗ, Trung không dám khao dù người làng muốn có dịp được ăn. Dục ông làm cỗ mời dân. Chẳng phải ông sợ tốn kém nhưng vì muốn tránh sự dị nghị về việc thi đỗ. Trung không quên nghĩ dịp để dương danh. Ngày ấy nhờ công hiệu của thuốc tiêm, thần dịch tả đã thôi tàn hại làng Từ Lâm. Trung bền bàn mời huynh thứ gia đình họp đề nghị mở một lễ tạ thần. Vì thấy có ăn nên mọi người biểu đồng tình ngay. Xong cũng vì việc ấy mà đến hôm chính lễ, phe Trung và phe Liễu suýt đánh nhau thành án mạng ngày hôm ấy cũng như ngày làng có đám ở sân đình những ngọn cờ đã cắm thành hai hàng để bay phấp phới trước gió trước bóng bàng hàng nước đã bày thuốc lá nước chanh bánh khách và bánh khảo ở gốc cây anh thợ cạo đã treo gương vào đanh để ngồi lên mặt hòm chờ khách gia đình anh sẩm không biết ai báo tin đã giải chiếu ở bóng giải vũ và kéo đến nổi hai chục người quây quanh để nghe ngoài sân đình trẻ con chơi đùa hàng top một để chửi nhau và nói tục người làng cả đàn bà lẫn con gái đều nghỉ việc đến đứng lẻ tẻ tứ miếu đến đình chờ đám rước đi qua ở miếu đồ hành ngơi đã xếp xong đâu đấy các phần việc đã tề tựu đủ cả họ ngồi trên bục xây có giải chiếu đã nhai hết cả bã trầu đám dĩ nóng ruột nháy phường trống thỉnh thoảng lại nổi lên những hồ trống thúc dục rồi hỏi chả biết đã cãi nhau xong cho chưa quả vậy trên chiếc chiếu ở phía trong liễu và trung còn đang dở lý sự để tranh nhau ngôi thứ Cả hai cùng lùng thùng trong chiếc áo thụng lam nhưng cùng đỏ mặt trợn mắt và làm những điệu bộ rất hùng hồn. Trung nói, ông cãi sao thì cãi, tôi là chức sắc, nhất định tôi đứng rước hòm sắc. Liễu cãi, tôi không nghe, tôi không chức sắc nhưng tôi có chân nhị trường. Ông chẳng qua chỉ là bá hộ, thì rước sao chẳng được sắc ngài có chữ vua ban. Nhưng tôi đã đỗ sơ yếu lược rồi, tôi được cải sang văn giai. Ông đỗ hay không, làng này chưa ai biết, ông đã có bằng chưa, thôi thế này là ổn cả ta để sắc với bát nhang lên kiệu rước về đình còn hai ông thì đi ngang nhau ở phía sau cho chúng tôi theo mọi người ồn ào tỏ ý bằng lòng bất đắc dĩ trung và liễu cùng sợ thua nên phải theo tời vào bàn thờ ôm bát hương khuỳnh hai tay ngang trước mặt để tiên tước ngay lúc ấy cả trung cùng liễu đều nhanh chân đi vào để tranh nhau được rước hòm sắc ra sân nhưng rủi thay hai người cùng nhanh nhỏ nên cùng giơ hai cánh tay ra một lúc cho nên không ai được độc quyền chút hân hạnh mà kết cục mỗi người khênh một đầu hòm sắc đi ngang nhau rồi cùng đặt vào kiệu chiêng trống bắt đầu lại nổi và bắt âm đi bài lưu thủy tời tay cầm trống khẩu mắt nhìn bọn người khênh long đình đã đứng biếu đầu tay đòn rồi rơi trống ra điểm ba hồi chín tiếng theo tiếng trống gióng một long đình nâng lên cao và đòn rồng đặt lên vai mọi người mấy lá cờ đầu đã phấp phới tiến đi thì hai chiếc tàn vàng đã ấp vào hai bên long đình nhích lên từng bước Trung và Liễu trịnh trọng khuỳnh hai tay thong thả đi theo. Bỗng đánh phạch một cái, mọi người quay lại. Thì ra anh Trương Tuần Giai đang ỉ ạch dương xòe chiếc lọng xanh. Rồi dương xong, anh chạy theo đám rước che cho Trung. Ấy thế là việc lôi thôi lại bắt đầu. Liễu giận nổ ruột chạy lên trước kiệu, giật chống khẩu, đánh đổ hồi rồi trỏ vào mặt dai dõng dạc hỏi. Dai, ai cho phép mày đi che lọng? Bẩm cụ, cụ bá bảo con từ hôm qua, Mày có thưa thì giờ để về giặt tã cho con mày có hơn không? Trung đỏ ngầu hai mắt sừng sộ. À, ông nói thế phỏng. Liễu không đáp sấn sổ đến dai, cướp lấy lọng, vứt cổng queo bên cạnh lối đi và hỏi Trung. Ông là gì mà dám đi lọng? Trung nhảy trồm vào Liễu. À, anh lột lọng chức sắc. Đám rước đang nghiêm chỉnh bỗng lộn xộn, ai nấy bỏ cả đồ đạc để quay lại xem. Và trong nhánh mắt, người làng các ngả đã đổ đến đứng vòng trong vòng ngoài. À thằng Lý Trung mày đánh tao Liễu giơ tay sờ lên mũi rồi lăn vào bên địch Xe áo soàn soạt Mày lột lọng chức sắc Đồ khi quân Hai người ôm vật nhau bút sấn vào đánh hôi Quàng cũng lăn vào đấm thụi bứ bừa Tiếng kêu dậy lên Tù và giúp như có động Tời thét kìa các ông có vào can đi không để họ đánh nhau chết à Khán thủ Trương Tuần hết sức xông vào đám đánh nhau để lôi ra từng người. Trung bới lại tóc hầm hầm trỏ mặt liễu. Rồi tao kiện chứ tao không chịu. Liễu trợn mắt, mày cứ kiện, nhất là tao hết nghiệp chứ mày là ông gì mà dám lộng quyền. Trung trừng mắt trỏ vào ngực, tao là ông cửu, tao có cửu phẩm của triều đình. Liễu hách dịch trỏ tay quát, cửu à, chúng bay trói lại vào giải đình cho ông. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau xem liễu sai ai, nhưng không ai trói ai cả. Trung cáo tiết lại rằng người giữ ra để xông đến. Xong người ta can mãi, kết cục Trung và Liễu cùng bỏ về. Cả hai áo thụng rách tả ra từng mạnh. Chương 20 Đám rước đến đỉnh, bát hương và hòm sắt đặt lên bàn thờ đã lâu rồi mà các cụ lúng túng mãi không tế vì cụ tời không dám vào mệnh bái. Nhưng thật may cuộc bàn cãi chưa xong thì liễu đã tất tả ra đến đỉnh, tay khoác chiếc áo thụng khác hỏi. Chưa tế đấy chứ? Chưa, cụ vào mệnh bái đi, dân chờ. Vừa dứt lời, Trung cũng đã vội vã tới nơi và mặc sẵn ao tế từ bao giờ. Mọi người chắc lại xảy ra cuộc xô xát nữa, nhưng không, trung và liễu đầu tưởng bên địch không gia đình nữa thì nhân dịp lẻn đi một mình để đứng mạnh bái nhưng bất đồ anh hùng tương ngộ thì hai người cùng đứng mạnh bái vào một chiếu ngang nhau người làng trổ cả lên nhìn trung và liễu xem có lộ vẻ gì ganh tị nhau không nhưng cũng không cả hai ông chủ tế cùng kính cẩn như đã không xảy ra việc gì cả cuộc tế được vô sự từ đầu đến cuối là do không có văn để đọc như thế tránh được cái khó viết tên hai ông chủ tế ai trên ai dưới cho nên đến khi sướng đọc chúc thì cụ nhất vào hậu cung thỉnh ba tiếng chuông mà thôi. Chính cụ cũng không biết khấn chữ. Có người bi quan thở dài phàn nàn. Muốn ngài chứng giám mà lại không mời, lễ thỉnh chuông như thế có khác gì đánh mõ gọi tuần hay không? Lễ xong chờ hết hương, các cụ ngồi ở chiếu dài trên sân đình. Cố nhiên liễu và chung ngồi chung một chiếu để ăn chung một cỗ. Xong không ai nói với ai một tiếng. Cả hai người mặt cùng hầm hầm, cùng nghĩ đến một việc nữa sắp xảy ra lôi thôi to nếu làng không thu xếp ổn thỏa đó là cái thủ lợn biếu tiên chỉ thủ lợn ấy lần trước bà tú không nhận bảo rằng để kính dân bọn tuần biết chỗ này khó khăn nên không dám hạ con lợn tế thần mà cả trung lẫn liễu thỉnh thoảng lại đưa mắt đến chỗ ấy bữa rượu không ồ ạt như mọi bận chẳng ai thiết nói chuyện mà con nói cũng chỉ nói khẽ hình như người ta cố yên lặng để nghe ngóng không khí còn u ám mà mấy chén rượu tức là sức nóng của ngọn lửa châm vào ngòi chiến tranh bỗng khán thủ lên sàn đứng gần chiếu gãi tai nói bẩm xin hạ lễ tời thật thà đáp cứ hạ đi sao còn phải hỏi các cụ uống rượu cần xong không khéo chia phần không kịp đấy khán thủ ấp úng thưa bẩm còn cái thủ lợn cụ nhất không đáp lờ đi như không nghe rõ và mọi người đều nhìn cả lên chiếu trên trung hất hàm làm như không cần nói tùy anh đấy Thế nào phải thì làm Khán thủ nhếch mép cười đáp Bẩm trên các cụ dưới các ông Bảo cháu thế nào cho xin vâng theo Chứ tùy cháu thế nào được Liễu cứ vờ như không để ý đến Chẳng một ai dám lên tiếng Thì Trung lại hỏi Kìa các cụ nghĩ sao thì phải bảo đi chứ Nhưng vẫn không ai đáp Trung lại dục Kìa cụ nhất cụ nghĩ thế nào Cụ nhất hấp rượu kha một tiếng Ồ lão giả an chi tùy các cụ đấy Cụ nào cũng làm như không nghe tiếng Khán thủ lại hỏi Các cụ bảo cháu thế nào không có muộn Cụ phó hội Bút cười và được dịp để nói kháy Cụ phó hội à Cụ ấy rốt nát biết gì Anh hỏi cụ bá ấy Cụ ấy mới thi đỗ sơ học yếu lược ấy mà Đám soang lau mép nghiêm chỉnh nói Chỉnh các cụ Mấy lần dân họp để bầu tiên chỉ mà không xong Đáng lẽ thủ lợn phải biếu ông nào nhất làng Cụ nhất xua tay vội vàng trách Rõ ông mới khéo Việc gì kéo tôi vào đấy Soàng chữa Là cháu nói ông nào to nhất làng kia đấy Nhưng nay ông Lý và ông Tránh không ai chịu ai Nghĩa là hiện nay không có ai hơn ai kém ai Trung cau mặt vinh váo nói một mình Sao không có ai hơn ai kém Soàng tiếp Thì tôi tưởng bây giờ cái thủ lợn hãy nên bổ đôi Để kính mỗi ông một nửa là công bình Mọi người như nhẹ nhõm Vì được nghe câu nói rất sắc đáng những tiếng phải nối đuôi nhau từ chiếu nọ đến chiếu kia. Liễu và Trung hình như lấy làm hả, không ai nói lại một câu gì. Sang cười hà hà bảo khán thủ. Đấy, các cụ đã bằng lòng, anh cứ thế mà làm. Chương 21 Ngày hôm sau, Trung bảo vợ bán thóc và đòi nợ. Liễu cũng dạm bán thêm 5 mẫu ruộng. Làm tiền xong, Trung phát đơn kiện Liễu về tội lột lọng chức sắc ông huyện vẫn khéo léo như thường ăn tiền cả hai bên rồi xử hòa nhưng trung nhất định không chịu chống án lên tòa đệ nhị cấp trung vì làm việc đã lâu nên một đôi khi có được ra vào cửa quan tranh án nhưng liễu cũng không kém thần thế ông nhờ quan huyện đưa vào quan dự thẩm muốn chuộc danh giá với làng cả hai người tiêu hết bay số tiền có sẵn rồi liễu lại phải bán thêm ruộng và trung cũng phải cầm cái vườn cái ao hai người đều chắc như cua gạch Mỗi khi ở tỉnh về làng, cùng khoe khoang sự thân mật với quan thầy. Trung khoa chân múa tay. Phen này không những nó mất tránh hội mà còn phải tù nữa. Vì tiếng rằng cụ dự bênh nó, nhưng cụ tránh án đã ra lệnh cho cụ dự rồi. Liễu ngồi đâu cũng bô bô. Cụ dự tử tế lắm, cụ dễ hơn quan ta. Đã cho tôi về nhà ăn cơm. Cụ hứa cho phép tôi vào hậu cụ lúc nào cũng được. Cụ dạy rằng việc kiện nhau quan trọng ở lúc lấy cung. Cho nên dù cụ tránh án muốn bênh bên kia thế nào cũng không đủ chứng cớ mà làm án nổi. Cụ bảo hễ việc này đăng đường xong thì tôi lại kiện thằng Trung về tội lộng quyền. Thế nào cụ cũng giúp. Không những nó phải cách mà còn bị tước phẩm hàm vị thứ nữa. Nhưng kết quả việc kiện nhau không được như ý cả bên nguyên lẫn bên bị. Không ai phải tội lột lọng chức sắc và cũng không ai phải tội lộng quyền. Cả hai người đều phải phạt ba đồng bạc vi cảnh vì tội đánh nhau. Trung tức lắm cho rằng quan tranh án lừa mình. Liễu bực mình vì thấy quan dự thẩm hứa hão, cho nên cả hai người cùng chống án lên tòa thượng thẩm, mà cùng nhờ trạng sư có tiếng bảo chữa hộ mình, lại một phen tiêu tiền xứng đáng. Vợ Liễu thở dài, khổ quá, cứ nảy dăm mẫu, mai dăm mẫu, thì hết nghiệp lúc nào cũng không biết đấy. Vợ chung giày vò chồng, kiện cáo làm gì để phải bán ruộng bán nương đi như thế. Xong đã đâm lao là phải theo lao, Trung đưa thể kiện xem bằng cử phẩm và dẫn những tay làm chứng đắc lực lên Hà Nội. Ông phải tận tâm cung đốn người phe mình và giao hẹn. Tôi được phe này thì sống chết cũng khao làng một bữa. Liễu chẳng kém tin trạng sư của mình và vui vẻ dặn vợ. Hễ khi nào tòa xử mà thấy tôi về đốt phóng ngay từ đầu làng thì người nhà cũng gieo lên nhé. Tuy bận việc ở Hà Nội mà Trung và Liễu cũng không biếng nhắc việc khoét dân. Hai người cũng bới bèo ra bọ để kiếm ăn và ganh nhau ăn bởi vì nếu không được cùng ăn đều nhau, ức là sợ mình kém giá trị. Mà người nào cũng có một độ do thám để dình nhau. Xem nếu bên kia ăn bậy mà mình không được sơ múi thì bỏ giấy. Nhưng cũng may, không có giấy má nào bỏ liên quan vì hai người cùng ăn bậy bạ ngang nhau. Rút cục chỉ con em là khổ. Mà nghề thế rột từ nóc rột xuống. Trong làng lý trưởng tránh hội đã là hạng mọt già, thì cả phó ký lẫn ban hương hộ cho trí khán thủ Trương Tuần đều hùa nhau làm hại làng. Người dưới làm liều đã được người trên nữa che chở, người trên vừa làm liều đã được người trên nữa bênh vực, một loạt đều ăn tàn phá hại, đều giả ngang nhau. Nhưng tiền mà Liễu và Trung đục quét quanh làng hàng năm, bù sao được số bạc tốn kém về vụ kiện cáo. Rồi ngày đăng đường đến, Trung và Liễu dắt chứng lên Hà Nội hầu tòa cả hai vẻ mặt cùng lo lắng cùng chăm chắm nhìn thầy cãi của mình đầy vẻ tin cậy sau khi tòa hỏi căn cước đôi bên và một vài câu như thường lệ thì các chứng cứ đã lên vành móng ngựa để trả lời rồi đến tài hùng biện của trạng sư trong khi thầy cãi đập bàn đập ghế bào chữ cho khách hàng của mình thì cả mọi người hồi hộp nhưng ông phán thông ngôn che tay lên miệng để giấu kín cái ngáp quan tranh án lấy đầu ngòi bút vặn lại cái đinh ốc trên núm bàn thấm Ông bồi thẩm nhìn ông lục sử rồi cười. Thầy cãi ngồi xuống đã lâu, quan tránh tòa mới đứng dậy vào phòng luận tội. Rồi một lát các ngài ra. Cả từng ấy quả tim như đập mạnh, dứt lời quan tránh án, ông thông ngôn dịch ra tiếng An Nam. Tòa tha cho cả hai bên, về mà làm ăn, không được kiện cáo nhau lôi thôi. Thế là tòa xử hòa. Cả hai bên đều được miễn phạt bạc ở tòa án tỉnh. Liễu thấy được kiện sung sướng vái dài các quan. Trung thấy khỏi oan, tấm tắc khen mãi trạng sư của mình là giỏi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện, nếu thấy hay các bạn hãy like và share video nhé và nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo trên kênh Nghe kể chuyện hay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.